Cái gì đây? Đôi khuyên tai này là của mẹ. Ai cho phép chị đeo nó hả? Sao tôi là cái đứa cháu ngỗ ngược, hỗn láo thế nhỉ? Phá hủy hết cả gia phong của cái nhà này rồi. Gia phong của cái nhà này mất từ lâu rồi. Từ cái ngày mà bà ép mẹ cháu đến bước đường cùng để đẻ con trai đấy hả? Mất tay! Những lúc chị bên bố tôi, có bao giờ chị nghĩ đến mẹ tôi chưa? Người giáo viên chủ nhiệm năm xưa của chị đấy. Nhi à, chị biết với em chuyện này không dễ dàng gì cả. Chuyện này không phải là không dễ dàng, mà là điều không thể. Tôi không cho phép. Chị nghĩ là chị có thể thay thế được mẹ tôi à? Hay là chị muốn lấy người chồng của mẹ, ngôi nhà của mẹ? Chị không muốn lấy gì cả. Dù chị có muốn, chị cũng không bao giờ lấy được gì từ nhà tôi đâu. Nhi ơi, cậu thương mẹ lắm. Bố có bồ, con nó uống rượu một tí thì về cả nhà sâu xé và mắng nó. Đấy là bố cháu chưa đi lấy vợ mà cháu chưa đi lấy chồng, nhà đấy còn đối xử với cháu như thế đấy. Nếu mà bố cháu có vợ mà cháu đi lấy chồng thì nhà đấy còn đối xử với cháu như thế nào? Đến bao giờ con chịu trưởng thành? Bao giờ thì con biết suy nghĩ đây hả Nhi? Vâng, là thế đấy. Con không trưởng thành, con không biết suy nghĩ. Bố cứ tiếp tục nghĩ về con như bố muốn đi. Con xin phép. Đứng lại. Trên đời này không phải chỉ mình con có một vùng cấm mà không ai được phép động vào. Con là ai? Con ở đâu trong trái tim lạnh lùng của bố vậy? Hay là đối với bố, con chỉ là thứ đáng được mất đi? Là người luôn tha thứ mọi lỗi lầm cho con cái, chứ không phải đuổi chúng ra khỏi nhà. Fight. Còn cái này, một phần bánh này nặng 87 gram, trong đó 74% là cát, 48% là đường trắng, còn lại là bột mì và hương liệu. Là hắn ta đã chọn nhầm kẻ thù rồi. Hóa ra đây là đứa cháu gái mà chú khoe là ngoan, hiền, xinh, mịn. Cậu mà là bố mày ấy, cậu đuổi mày ra khỏi nhà từ lâu rồi. Cậu chém gió. Tôi chỉ sợ người uống say rồi lại rủ tôi vào phòng ngủ. Không có lần thứ hai đâu. Đúng là quảng cáo với đời thật, khác nhau quá đấy. Chúng mày vừa phải thôi nhá.